chuyển trả 5 tỷ đồng nhầm lẫn, Quang Lê để lộ số dư tài khoản gây choáng. Số dư tài khoản ngân hàng của ca sĩ Quang Lê khiến nhiều khán giả choáng. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê bất ngờ chia sẻ câu chuyện nhận được số tiền hơn 5 tỷ đồng từ một tài khoản không rõ danh tính. Quang Lê cho biết, anh đã trình báo sự việc với ngân hàng, sau đó chuyển trả lại số tiền kể trên. Hành động của nam ca sĩ đã nhận về những lời khen từ cư dân mạng. Thế nhưng bên cạnh hành động đẹp, netizen còn soi ra được chi tiết đặc biệt từ hình ảnh được Quang Lê chia sẻ. Theo đó, số dư hơn 30 tỷ đồng trong tài khoản của giọng ca cô hàng xóm đã khiến dân tình xôn xao. Cho rằng anh chàng đúng là một trong những đại gia của Vbiz. Quang Lê là gương mặt quen thuộc của thị trường ca nhạc trong nước lẫn hải ngoại. Bởi thế nên việc nam ca sĩ sở hữu số dư khủng trong tài khoản ngân hàng, thậm chí là có thể hơn cũng không phải là điều khó hiểu. Cách đây chưa lâu, ca sĩ Quang Lê khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh ngoại hình sáu múi. Song sau đó anh lên tiếng đính chính đó chỉ là ảnh ghép của một người bạn gửi tặng. Thời điểm đó, Quang Lê tiết lộ anh được năm nữ đại gia hứa rằng nếu anh giảm được 15kg sẽ cho 1 tỷ đồng. Quang Lê chia sẻ anh muốn giảm cân là vì lý do sức khỏe, không phải vì số tiền được khán giả treo thưởng. Hiện tại nam ca sĩ đề ra chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, thường xuyên thăm khám. Quang Lê cho hay khi nào giảm được thành công 15kg, anh sẽ tổ chức live show hoành tráng để ăn mừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.